Mở đầu hành trình thắp sáng ước mơ, men theo con đường nhỏ, chúng tôi đến với gia đình em Mai Quyên, học sinh lớp 2 trường tiểu học thị trấn Dòng Trơm. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba anh chị em thuộc diện hộ nghèo, nhưng đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ. Cuộc sống gia đình vất vả, nên mẹ gửi em về sống nhà dì từ khi em gần 1 tuổi cho đến nay. Tưởng chừng như sự phấn đấu vươn lên của gia đình có thể giúp cho cuộc sống cả nhà có thể khá hơn. Thế nhưng khó khăn lại chồng chất khó khăn khi cha em phát hiện bị bệnh ung thư gan và mất cách đây vừa hơn 1 năm. Người đàn ông trụ cột gia đình đã không còn nữa. Bao lo toan gánh vác đổ dồn về chị Nguyễn Thị Trúc Loan là mẹ em Quyên. Chị làm tất cả mọi công việc, từ làm cỏ, chuốc cọng dừa đến hái chanh, phụ đám, ai thuê gì làm nấy. Chỉ mong sao đủ tiền lo cho ba con trong độ tuổi ăn học. Hiểu được vất vả của mẹ nên em Quyên luôn cố gắng học tập. Em ước mong mau học thành tài để tìm việc làm giúp mẹ. Từ lớp 1 đến nay, em luôn là học sinh giỏi của lớp. Số phận lại không mỉm cười với gia đình em khi vào ngày 29 tháng 4 vừa qua, trong khi chị Loan đang đi làm thì được hàng xóm báo tin nhà bị cháy do chập điện. Đến khi trở về thì ngôi nhà lá nhỏ chưa kịp sửa ở đậu trên đất người cô chồng chỉ còn là một đống tro tàn. Tất cả quần áo, sách vở, vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi. Rất may chỉ còn được 4 con dê từ nguồn hỗ trợ của xã. Hiện tại, dù chị Loan và 3 người con đang ở nhờ nhà của một người bà con trong xóm, nhưng chị vẫn quyết tâm không để ba anh chị em Quyên phải bỏ học. Ước mơ được đi học thành tài của em Quyên có trở thành sự thật hay không? Dù có khó khăn thế nào, hãy vững tin vào một ngày mai tươi sáng em nhé. Rời nhà em Mai Quyên, tiếp tục hành trình, chúng tôi đến với nhà em Phạm Cao Thanh Nhã, học sinh lớp 71, liên đội phó trường trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Bình Đại. Không may mắn như bao bạn bè đồng trang lứa khác, căn bệnh sốt huyết não quái ác đã cướp đi mẹ em khi Thanh Nhã chỉ 1 tháng rưỡi tuổi. Thương con thiếu vắng mẹ, bao nhiêu tình yêu thương, sự hy sinh người cha đổ dồn vào cho đứa con gái duy nhất của mình. Thế nhưng cuộc sống thật trớ trêu khi cách đây 4 năm, Thanh Nhã tiếp tục mất đi tình thương, sự lo lắng của cha khi cha em một lần đi cầu biển ở đảo Côn Sơn rồi mất tích đến nay chưa tìm được thi thể. Hiện nay, em đang sống với ông bà nội đã ngoài 60, nguồn thu nhập chính từ việc bán cơm rượu gạo của bà nội. Ngày nào, hàng xóm thương tình ủng hộ cũng được 70-80 ngàn. Còn nếu trời mưa hay bán không hết thì xem như cả nhà phải vất vả trong ngày hôm sau vì hụt vốn. Nói về Thanh Nhã, cô bé với cặp kính cận, mái tóc dài và gương mặt sáng, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng đạt giải 3 cuộc thi văn hay chữ tốt cấp huyện năm học 2015-2016 và đạt giải nhất hội thi Olympic toán cấp huyện năm học 2016-2017. Hiện tại, em đang là liên đội phó và là thành viên đội kèn của trường. Khi được hỏi về ước mơ của mình, em chia sẻ, em có ước muốn trở thành một giáo viên dạy toán và sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể lo cho ông bà nội. Thế nhưng tương lai của em sẽ đi về đâu? Ước mơ làm giáo viên của em có thực hiện được hay không? Khi tuổi của ông bà nội em ngày một yếu đi, mà tuổi của em thì vẫn còn bé bỏng. Chia tay nhà em Thanh Nhã, chúng tôi tiếp tục hành trình đến với nơi ở của một bé trai với ánh mắt và gương mặt rạng ngời.
dù đang học lớp 5 nhưng dáng người nhỏ nhắn. Đó là em Nguyễn Tấn Đạt, học sinh lớp 5-3, trường tiểu học Bình Thắng. May mắn hơn Mai Quyên và Thanh Nhã, Tấn Đạt sống trọn vẹn trong tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Cha em là chú Nguyễn Văn Bé đã 64 tuổi, làm nghề phụ hồ. Bữa có bữa không do tuổi đã cao, sức khỏe không đảm bảo cho công việc. Còn mẹ em là cô Hồ Thị Ánh Mỹ, mưu sinh bằng công việc bán vé số. Khoảng 2 năm gần đây, mắt chị bị mờ rồi sụp mí hẳn. Không có tiền chạy chữa nên cũng chưa biết bệnh gì. Hiện giờ, chị nhìn thấy những vật ở gần và bán vé số gần nhà mỗi ngày nhiều lắm cũng chỉ khoảng 40 tờ. Học xong lớp 1, cả nhà em di chuyển từ quê mẹ ở Cà Mau về Bến Tre sinh sống trong căn nhà trọ nhỏ. Bà chủ trọ thương tình nên chỉ lấy tiền điện nước. Nhìn xung quanh nhà, có lẽ cái quý giá nhất đó là góc học tập nhỏ nhắn đơn sơ của Tấn Đạt. Đây cũng chính là nơi nuôi dưỡng ước mơ trở thành một giáo viên dạy toán của em. Đạt chia sẻ với chúng tôi, em đi học một buổi, còn lại một buổi bán vé số, còn buổi tối học bài. Khi được chúng tôi hỏi, nếu đi bán mà gặp bạn bè trong trường trêu ghẹo thì sao? Những tưởng em rụt rè lo sợ, nhưng em mạnh dạn chia sẻ với chúng tôi rằng con đi á, mà con gặp mấy bạn học chung lớp với con, rồi mấy bạn chọc con, nói trời ơi vậy mà đi bán vé số hả? Rồi lúc đó con trả lời bạn sao? Con trả lời là mình bán vé số, mình kiếm ăn, không ăn cắp, ăn trộm, nên không xấu hổ. Rồi mấy con... bạn xấu hổ là xin tiền ba mẹ làm việc nặng nhọc ăn. Dù gia đình mình nghèo, mình cũng phải gán nỗ lực làm vui lòng cha mẹ, chứ không có mặc cảm gì hết đó cô. Mẹ may chiếc áo cho con. Suy nghĩ lạc quan và sự phấn đấu vươn lên của Tấn Đạt thật đẹp. Những nẻo đường em qua, từng bước chân em đi, từng lời hát trong vắt mà em ca để mời gọi người mua, và từng tờ vé số em bán đi là cả một quá trình tích nhặt để nuôi dưỡng cho một ước mơ to lớn phía trước. Ước mơ về một tương lai không còn sự nghèo khó, vất vả của cha mẹ, về một mái nhà che nắng che mưa của chính mình, và cả ước mơ được học tập để trở thành một giáo viên. Cuộc sống vốn có những điều khó khăn thử thách, hãy dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ và hoài bão. Chúc cho ba em Mai Quyên, Thanh Nhã và Tấn Đạt sẽ có đủ niềm tin và nghị lực để từng bước thực hiện những ước mơ của mình các em nhé.